Xin chào các bạn đến với kênh kia xe đạp. Video này em sẽ tiếp tục báo giá những chiếc xe đạp hiện có tại cửa hàng em các bác nhé. Video số 3. Đây, chiếc này là chiếc RB thì video 1 thì em để nó ở bên dưới này rồi. Chiếc RB em đã quay qua cho các bác rồi nhé. Touring RB. Đây là chiếc check em Honda 5, chiếc này thì có giá là 39.800 các bác nhé. Xe này thì cực kỳ khủng, cấu hình rất là khủng với full một set Shimano Ultega, từ phanh pháo rồi đến bộ chuyển động tay lắc các thứ là full hết một set Ultega các bác nhé. Cả đi đạp này, chiếc clip 11 clip 2 đĩa 39.800, vành này vành rất ngon các bác nhé, vành của Campagnolo, một cái thương hiệu phụ tùng gần như đứng đầu của Ý không nhé. Con vành này mua lẻ ngoài cũng phải hơn chục triệu rồi. Đấy, rất là ngon. Bên đây một con xe đua giá rẻ chỉ có là 5.800.000 thôi các bác nhé, 5.800.000 thôi, xe đua Upland. À, con này là con vô lắp các bác nhé, các bác con vô lắp tông màu đỏ trắng rất thể thao cực kỳ đẹp. Con này thì gần như là mới tinh được hộp thôi nhé, mua lướt qua được, rất là mới, bi vòng, bây giờ bi vòng luôn luôn nhé. Đây, bánh 700c, lốp lá các bạn nhìn này, những cái ta lùng lốp này. Đây, rất là mới. Con này thì sử dụng bộ đề là đề kéo các bạn nhé, đề kéo ở đây, đấy, và nó có phanh phụ này, nó có phanh phụ cho các bác chuyển thế thành xe touring. Đấy, rất mới, đề tua lây, bộ chuyển động tua lây, clip là dạng clip vặn thôi nhé, với 7 clip và 2 đĩa 14 tốc độ khác nhau, đã có giá 5.800.000. Tiếp theo chiếc bên này chiếc đua cờ lô rút không nhôm với giá là 10.600.000 các bác nhé. Rút thương hiệu Pháp, hỏa đồ Benzium, 5:30 giờ. Xe này thì full bộ chuyển động Shimano Ultega, Shimano Tiagra các bác nhé, full bộ từ tay lắc này, tay lắc rồi đến bộ đề chuyển động đùi đạp các thứ là full hết một set Tiagra, 10 clip và 2 đĩa cho 22 tốc độ khác nhau, à cho 20 tốc độ khác nhau. Đây, bên này là chiếc xe đua carbon. Xe đua carbon đây là chiếc midsize Shadow các bác nhé. Người ta đã tẩy tẩy sơn cũ và dán logo check các bác nhé để thừa cái carbon trần ra như này. Đấy, con này thì cực kỳ ngon này, khung carbon này, tức là của midsize các bác nhé. Đây, giá 21.800.000, sử dụng bộ chuyển động đua dây. Đấy, một cái dòng sản phẩm gần như là cao cấp nhất trong Shimano về xe đua thôi. Đấy, full hết một set. Đấy, 9 nip và 2 đĩa các bác nhá. 9 nip 2 đĩa cho 18 mức độ khác nhau, đùi trục rỗng, khung carbon, khung vành carbon, vành khoảng 4 phân, cao bản 4 phân. Đấy, ngay ở cuối lỗ 21.800.000, các bác quan tâm đến xe nào thì nhắn Zalo 0975709943 giúp em nhé, em sẽ gửi ảnh chi tiết từng chiếc một. Và đây là chiếc xe đua của Merida model R903, chiếc này 8.200.000 các bác nhé, chiếc này thì cũng cực kỳ là tốt này, đồ Shimano. Chiếc này là chiếc xe đua của ZGL các bác nhé, ZGL 10.800.000, sử dụng bộ chuyển động Shimano Soza, bánh 700c, khung carbon, carbon của ZGL này, carbon ZGL này nó cũng rất là có tiếng trên toàn thế giới các bác nhé. Đấy, đùi trục rỗng, full đồ Soza, 9 lít và 2 đĩa, có giá là 10.800.000.
Tiếp theo đây chiếc đua battle các bác nhé, mỗi giá là 9.800.000, full hết một set Shimano Tiagra. Full hết Tiagra các bác nhé, từ phanh này đến bộ đề, tay lắc. Mỗi giá 9.800.000. Chiếc cuối cùng là chiếc đua Fast Fit khung carbon. Này sử dụng cấu hình microchip đóng giá 10.800.000 các bác nhé. Con này thì các bác size 1m7, 1m8 đi rất là đẹp. Con này size rất là to. Fast Fit. Đấy, tông màu rất là tươi mới. Thành 700C máy ưa của Shimano. Đấy, đóng giá 10.800.000 các bác nhé. Đấy, các bác quan tâm đến chiếc xe nào thì nhắn Zalo 0975709943. Em sẽ gửi ảnh chi tiết kèm giá cho các bác. Và em sẽ kết thúc video này tại đây. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.